Là hồi đó là sư cô là quê kiếp trước của mình là sư cô quê ở đâu sư cô? Tôi kiếp trước thì tôi ở Tà Côi. Thì tôi thấy cái đầu trong mặt cửa đó thì bốn người anh nhúng lửa nấu cái chảo mà tôi không biết nấu gì. Tôi mới lại hỏi thì cúng tế cho cha mẹ. Ở trên này cúng vật ngon, vật lạ, ăn thờ phỉ phả nhậu nhẹt, ăn uống. Rồi ông quan phán quan ở dưới, ông nói con cháu trên này không biết tu mà cũng không biết làm phước. Rồi bà già như này không có xin tội được. Tội bà già, tội rình tội. Có buồn mới bắt khóc. Bắt khóc chứ con mắt phải chỉ máu. Mắt mà nước mắt mà nước máu không à. Không có nước mắt. Lúc đó sư cô biết hai cái chén đó là hai chén gì không? Biết. Cái chén đó là chén gì, chén gì sư cô? Chén đó lên là mình không có còn biết gì hết. Thành ra cô không có chịu ăn. Cái đó có phải là cháu lú không? Ta thường thường gọi đó, cháu lú đó. Thường người ta nói là cháu lú. Dạ. Còn cô thấy là một chén nước đỏ, một chén nước trắng. Ôi kiếm chốc nó kêu á, cô đều nghe hết. Dạ. Cô nói chuyện cái đó luôn. Mà cô không có sợ. Tự nhiên không có sợ. Tức là cô nghe những cái muôn thú là nói chuyện là cô nghe hết. Cô nghe hết trơn, thành ra cô không có sợ. Cũng xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay mình đã trở lại gặp sư cô. Thì cái lần này rất là đặc biệt các bạn. Thì rất là lâu rồi sư cô cũng không tiết lộ cái sự việc này ở trên cộng đồng mạng. Nói chung thì Lê Thanh hôm nay cũng một cái duyên. Thì Lê Thanh cũng rất là mừng khi sư cô sẽ ngồi xuống đây để tiếp chuyện với kênh An Giang Lê Thanh, cũng như chia sẻ cho khán giả gần xa được biết một sự việc phải nói là hơi đặc biệt. Đó là cách đây cũng mấy chục năm về trước, đó là sư cô đã từng chết rồi, từng đi xuống âm phủ gặp những cái lực nhân quả ở dưới như thế nào. Như chúng ta cùng gặp gỡ sư cô, cái này là người thật việc thật. Thì sau lưng của chúng ta là một vị Phật, đó cho không thể nào nói dối ở trước cái chỗ này là kêu cái gì sư cô? Giảng đường. Không thể nào nói dối trước giảng đường chỗ nơi chùa, nơi tôn nghiêm những vị Phật được các bạn. Thì sư cô có thể chia sẻ cũng như kể lại một cái câu chuyện ngày trước đây, kiếp trước của sư cô là quê, thứ nhất là quê quán ở đâu, và sư cô bị chết quan bao nhiêu tuổi gì đó. Hai cả sư cô nha. Là hồi đó là sư cô là quê kiếp trước của mình là sư cô quê ở đâu sư cô? Tôi kiếp trước á thì tôi ở Tà Côi. Tà Côi nha. Tà Côi là trên quyện gì? Trên đó Tà Côi là đó tôi có 4 tuổi. Dạ. Thành ra là tôi biết thì biết cũng không có rõ như là mình lớn tuổi. Dạ. Biết cái xứ là xứ Tà Côi, Tà Côi mà đất đai rồi đó. Tức là quyện An Phú á. Không phải huyện An Phú à, là đó là trên Tà Côi chính là không biết huyện An Phú là huyện gì mà nói. Nếu mà Bắc Đai là huyện An Phú. Tôi có nghe nói đó. Dạ. Rồi sống với cha mẹ, hồi đó cha mẹ ở đó vùng quê. Rồi cha mẹ cũng vừa nuôi dưỡng dữ lắm, rồi sống mới có 4 tuổi à. Cha mẹ đó cũng cho người dưỡng dữ lắm mà cũng không có kịp với tôi rồi đó quá nhắm mắt đi. Như thiệt là lóc chóc ra chứ không? Lóc chóc nhắm mắt dữ lắm. Cho nên người ta giữ không có kịp, té xong đi. Mới trôi về tuốt với Vĩnh Hào Đông. Dạ. Yeah. Do gì tuốt Vĩnh Hào Đông mới bầu tay ra. Tức là cái giai đoạn mà sư cô mà bị té xuống sông là chết khoảng mấy ngày mà sư cô còn nhớ không? 3 ngày. 3 ngày là nổi lên hả? Lên 3 ngày nữa, trong 3 ngày nổi lên là đợi chứ không có nổi cao. Dạ. Yeah. Là nổi tới đâu rồi tôi theo tới đó. Tức là cái xác tới đâu là cái hồn mình theo tới đó. Theo tới đó. Thì trong khi xuống tới cái này ông già với này ông đặt đáy. Cái đáy cá đó. Yeah. Đặt cái đáy. Cái ông mới giặt cái đáy đi, tôi mới trôi cho ngang qua mà nó không có vô cái đáy của ông. Dạ, cái đáy là cha ruột đó, cha ruột kiếp trước á. Dạ, cha ruột kiếp này, kiếp sau á. Kiếp sau á, là tức là mình lọt vô lại gần cái đáy đó, sau này mình đào thai thành con. Lại gần cái đáy đó, những cái ông già đó, ông nói mày ơi, nhớ vớt nó nít cho ông đi, để nó cho tội nghiệp nó quá. Dạ, tức là xong vậy đó. Mấy người kia nó không thấy gần, cái đáy dám vớt.
cái ông ai vớt cái trôi lại đằng sau cái tôi nắm ở chỗ đó lại là tôi không đi, tự nắm lại à? Ai tôi nắm lại tôi không đi. Cái rồi cái ông giặt hồi tới giờ cũng gặp tự còn nó còn đây là cái mới nắm cái tay á, nó thảy vô trong cái lường xuồng á, lường xuồng để đổ cá, thảy vô đó cái ông giặt nhập lái nào cái ông xé cái điện của ông tầm hai, tôi nhớ rõ. Ông nào ông có gì là ông đi chơi, ông bơi vợ ông cho bắt đầu tôi đùa cá vô trong đáy ông chạy chờ phật ơi, tức là mình đổ ổng ha, đổ ổng mình đền ơn lợi, đùa cá vô đền ơn lợi cá la là ông kêu trong bờ vô lấy cá gì vô là uống nước mắm quá nhiều quá xá đi. Ông giá gì cho tôi trả nợ hết, tôi không còn thiếu nợ nữa thì tôi cúng ăn mừng cúng đó cúng đồ heo cũng chắc như. Lúc đó là cái chú đó là không có biết là cô độ cho đâu á, không có biết. Dạ rồi sau này mới biết, biết sau này tôi lộ vẻ quá biết rồi kể ha. Cái đầu cái đái nó lo ăn nhậu đái sạc đái cá quá, chạy quá quá cá cá chạy quá nó chịu đựng không nổi sạc đái cái nghỉ lên bờ. Ông lên bờ cái ông mua đất, ông trồng đậu, trúng đậu, trồng bắp, trúng bắp. Cái đậu chừng 5-6 tuổi, 4-5 tuổi vậy tôi mới nhìn. Thì nhìn nữa thì ông già ông nói hồi đẻ con ngõ này ra là làm giàu nè. Không có cho nhìn. Thưa sư cô ơi, bây giờ mình cái đó là sao rồi? Cái lúc mà cô bị chích quan đó, cô không có bị tội đó khi mà cô có thể cho khán giả biết là mình đi xuống âm phủ mình gặp những gì. Giờ thì tôi ở dưới người ta kia trên đầu thai. Tôi không có đi. Rồi tôi chạy, tôi đi chơi, đi ngâu du vậy. Rồi tôi mới gặp những người mà tội quá. Cái chỗ mà bắt tội rồi đó ha. Chỗ bắt tội, ví dụ như mình làm tội gì thì người ta bắt ra tội nhất. Tôi như tội thì anh tội nhất. Rồi cô sư cô nói là như mấy người mà ôm trụ đá là tội gì? Cái người ôm trụ đá là tội cái danh mà lấn đất. Lấn ganh đất đó ha. Cái đó là sư cô gặp luôn ha. Gặp nhưng mà đừng có nên lấn danh đất đâu có bao nhiêu. Mà ôm trụ đá đứng ngoài trời. Nắng đâu chịu không có nổi. Cô sư cô có gặp những cái người mà bị bắt tội mà trong chảo dầu không? Thì tôi thấy cái đầu trong mặt cửa đó thì bốn người anh nhóm lửa nấu cái chảo mà tôi không biết nấu gì. Tôi mới lại hỏi, tôi hỏi với ông nấu cái chảo này làm chi mà ông quýnh người ta chết gì. Hồi đó tôi có cái tâm tự bi của tâm thương ngừ đó. Thấy người ta nằm ngờ kẻ thì quần tát, kẻ tát áo. Người ta quýnh tét cái quần tét áo, kẻ nằm nghiêng, kẻ nằm ngửa, kẻ nằm sấp. Mà tôi bốn người lận, tôi mới lại tôi hỏi cái ông ơi, sao mà ông quýnh người ta dữ vậy mà ông nấu cái chảo làm chi? Hôm nay sống ở trên trển làm tội thì chết xuống đây tội đền tội đó. Nấu cái chảo này là đặng nấu mấy người này nè, nhóm lửa nấu mấy người này nè. Tôi nói tội nấu tội nghiệp con người ta chết rồi. Cái ông nói mày đi chưa, mày đi đầu thai chưa mà mày còn ở đây? Nó còn không có đi, còn ở dưới này. Cái đầu ông cầm cái dùi ông vượt, cũng như là ông Vũ ông dạ mình cho mình đi lên đi, như là cái chết mà mình cũng biết nó ông dạ cho đi vậy. Chạy tát tháng luôn, hồi đó còn nhỏ chạy tát tháng hoài vô hoài, không biết đường về nhà luôn. Không biết đường cái nhà mình tới đâu, mình cũng không biết cái nhà mình. Thì sư cô có sẵn trên clip này, sư cô có thể kể hết những gì mà mình đã từng đi xuống âm phủ, mình thấy những ai bị gì tội gì, là gặp gì đó, sẵn trên clip này nói cho bà con có thể là tu hiền nghe những cái này nó không dám làm những cái gì sai trái đó sư cô. Là tôi thấy tôi biết, nhưng mà khuyên các Phật tử gắng làm phước. Một cái thì làm phước là cái số tiền á thì mình ăn xài cũng hết. Còn mình làm phước cái gì thì mình hưởng phước nấy. Là cái số tiền đó là cái phước mình để bỏ túi. Công đức để bỏ túi để dành đó. Bây giờ thì tôi khuyên mấy người mà
Phật tử khá giả cứ làm phước đi, mơ chiều mình gặp cái phước báo của mình, chứ người ta chưa trả liền đâu. Nhưng mà mình có cái gì thì đáp ứng cho mình cái đấy. Đáp ứng hiện tại luôn, chứ không phải như hồi xưa là chày chùa mới đáp ứng cho mình. Nói vậy, mình làm phước cái gì thì mình hưởng cái phước đó. Gieo nhân nào gặp quả đó gì đó thì không. Hiện như chú cho gạo, cho quần, cho áo thì ấm no. Được ấm no. Còn mà chú mà cho dầu đốt đèn nhân Phật á, để sáng suốt. Sáng suốt. Học hành thông minh trí huệ dữ dội. Sáng suốt cũng mất mà nói gì nữa đấy. Nó còn mình cất nhà nữa, nhà cửa đầy đủ sức ở. Đất đai thì mấy cái đó thì tôi dưới rồi tôi biết hết trơn. Đã từng thấy hết ha. Từng thấy hết. Còn mấy cái người mà con giật chồng người ta khổ, mình người ta khổ bao nhiêu là mình gấp 10 lần. Mấy giật chi bây giờ thiếu gì chồng người ta cá câu một mình đó, không chịu gì chồng ta chi. Nghe sư cô kể là ở dưới khóc mà nước mắt, mình gọi nước mắt mà ở dưới là chảy máu, là cái đó là tội gì sư cô? Thì cha mẹ ông bà chết dưới đó. Thì con cháu ở trên này thì cúng tế cho cha mẹ, ở trên này cúng vật ngon vật lạ, ăn thờ phỉ phả nhậu nhẹt ăn uống, rồi ông quan phán quan ở dưới ông nói con cháu trên này không biết tu mà cũng không biết làm phước, rồi bà già như này không có xin tội được. Tội bà già, tội rồi tội, có buồn có bắt khóc, bắt khóc chứ mắt bắt chảy máu. Mắt mà nước mắt mà nước máu không à. Không có nước mắt. Theo như cô, nếu mà tới ngày giỗ này kia con cháu biết làm phước với cúng đồ chay thì ở dưới sẽ tốt hơn hả cô? Dạ đúng rồi. Ở trên này á, thì thí dụ còn bằng tình á, thì giúp quý thầy quý cô tụng kinh, thì lúc nào quý thầy quý cô cũng xin với Phật xả tội. Thì những cái người đó có giúp thì những người đó phải xả tội hết chưa, phải cho bà này á lên đầu thai, bà này không có tội. Con cháu ta chở người ta làm phước nè, người ta ăn chay niệm Phật nè, ta không có giết con gì chứ. Thành ra bà này nó đâu có giữ gì. Còn những cái người mà ăn mặn mặn con gì ông bà dưới dữ chưa. Tức là khi mà ở trên đây con cháu mà tức là sát sanh đó phải không? Là ở dưới là phải ông bà là phải bắt giữ lại. Bắt giữ con đó đàng hoàng. Đi lùa ra ngoài cho ăn đàng hoàng. Cái sự việc này cũng chắc chưa ít có người biết đến đó, sư cô. Không biết được. Sư cô tớ từng thấy mới biết không? Dạ đúng rồi. Mình không có ăn cháo lúa, mình cũng không có uống nước người ta cho mình đúng đó. Sư cô nói lúc trước khi mà cô chết xuống dưới là có người đưa cái chén gì cho cô hả? Ta đưa hai cái chén, mình bắt chén nào. Dạ, cũng như thấy như vậy luôn. Sư cô không bắt chén nào hết. Tôi không ăn, tôi bị mình thấy mình cho xíu, mình ăn cái gì đâu có nhiêu. Dạ, mà lúc đó sư cô biết hai cái chén đó là hai chén gì không? Biết. Cái chén đó là chén gì, chén gì chứ con? Chén đó lên là mình không có còn biết gì hết. Thành ra cô không có chịu ăn. Cái đó có phải là cháo lú không? Ta thường thường gọi đó, cháo lú đó. Thường thường người ta nói là cháo lú. Dạ. Còn cô thấy thì một chén nước đỏ, một chén nước trắng. Dạ. Nó thấy hai chén gì? Hai chén đó người ta hỏi mình bắt chén nào, chọn chén nào không sao? Có lẽ hai chén đó một chén tốt và một chén không được tốt á. Nhưng mà cô thì ta hỏi với còn mấy người khác, ta cho ăn cái chén đỏ. Ăn chén đỏ mà nếu mà không ăn là ta cầm cái dao để ra ta chặt đầu. Vậy là hồn ai ăn nhiều thì thôi hết. Nếu mà như vậy thì cái chén trắng là một cái chén là tốt quá. Chén kia là làm cho người mình chắc không biết. Thì vậy đó con, bây giờ thí dụ như sư cô khuyên con làm gì là tốt nhất ha. Giúp đỡ những người nghèo khổ là một, hai nói chùa chiền trong đồng trong quán người ta không có lợi giúp đỡ, người ta nói thường thường người ta nói gì được không, người ta nói tại mình tu không tới người ta không giúp. Dạ, nói tu không tới ha. Người ta không giúp, nhưng mà thật sự là sai. Dạ. Sai ở chỗ này,
ta thường thường ta nói người tốt nằm trong lá ủ, nhân tài nằm trong lá ủ, người tài nằm trong lá ủ. Nhưng mà nhiều cái tại sao trong đồng mà cô cắt được cái chuyện gì đó vậy, cô không có nói chừng mà khởi sự lên gắt. Bây giờ cô chẳng bị khách chùa mà nó nói trong đồng không may cho đồng bạc ăn tổ sao cắt được cái chùa mà bao nhiêu người ta khuyên nhưng mà cô không có sợ. Cô nói thằng cô có tấm lòng của mình tu nhiều nhưng mà mình không có khởi sự thì sao ta biết giúp cho mình. Hai nữa thì có ông trên, có Long Thần Hộ Pháp. Hồi xưa cô lại đây nè ha, có mười mấy tuổi à, 20 tuổi gì đó, cũng lâu rồi, là không có cái chùa, có cái chốt ở trên trong dứt phên không có. Mà cô đi tới đâu là đàn ông con trai nó theo, muốn ám sát cô vậy đó. Nhưng mà cô giao Long Thần Hộ Pháp, cô nói Long Thần Hộ Pháp giữ con nè, giữ con nè, nếu mà mấy cái người mà nó xấu xa, nó là nó áp bức con á thì ông phải giữ đưa nó ra. Con mới chuyên tu được. Thì ngày xưa đó là giá chỉ giá gì đó mà cô dám ở cái chùa này. Hồi đó không có một cái nhà đó con. Này trong đồng. Chim, chim chóc nó kêu á, cô đều nghe hết. Cô nói chuyện với nó luôn. Mà cô không có sợ. Tự nhiên không có sợ. Tức là cô nghe những cái muôn thú là nói chuyện là cô nghe hết. Cô nghe hết trơn, thành ra cô không có sợ. Chứ nếu người ta hả, dùng hả, con gái mà vô mà ở một mình như vậy là nó hãm chứ luôn. Mà cô không có. Rồi khi mà cô nãy giờ cái câu chuyện mà cô đã từng xuống Diêm Vương đã thấy những cái luật nhân quả rồi đó. Thì khi cô đào thai lên là cô vẫn còn nhớ kiếp trước đó, nãy giờ cô đang kể đó. Rồi là khoảng mấy tuổi là cô có mới biết được cái sự việc đó sư cô? Nào giờ tôi cũng đã biết rồi, cũng còn nhỏ. Biết nhỏ nhưng mình chưa nói chuyện được, chưa có ấy nói được đó. Thế chừng mà mình nói chuyện. Mấy tuổi đó, cô đã nói gia đình là cô, cha mẹ của sư cô kiếp trước là ở chỗ nào nè? Nói nhà nãy vậy đó. Cô nhìn cô nói cho mẹ sợ. Bà con nhỏ này không biết nó là sao mà mới lớn mà nói chuyện với chân. Rồi bây giờ nó giấu nó, giấu sao được. Nó nói con gì sao giấu. Đó, rồi bà ảnh đi gỡ đồ này đồ nọ, gỡ bà con dùm họ đó. Gỡ. Tức là cô nói cô trước khi chết nước, cha mẹ của cô ở trên kia. Cho tôi xin nhìn, ta không cho. Cha mẹ ruột, trước sao không cho. Giữ ngõ này cô giữ. Chắc cũng nghĩ là chắc cô nói vậy nói lại gì đâu phải không? Nói vụ lắm, đó nói vụ lắm. Rồi cái... Mà cha mẹ phía sau có tin không? Tức là lúc mà cô mới nói chắc họ không tin quá. Họ nói chắc nói bậy bạ luôn phải không? Lần đầu thì không có tin, sau nói rõ ràng tin. Sao lại là không có cho tôi đi trình, cho tôi ăn luôn quên 5 năm. Ăn là cái gì sư cô? Ăn cái trứng hộp vịt vậy đó. Ăn trứng hộp vịt, vịt lộn hả? 5 năm cô quên đó. Cái chừng cô nhớ lại là cô đi nhìn đó. Là cô biết nha, không biết cái tâm linh của cái năm mà cô nhớ lại mà sau cái sự việc mà ăn ngọc dịch là cô nhớ lại năm đó nhiêu tuổi cô nhớ không? Năm đó là 13 tuổi. 13 tuổi ha. Tới 16 tuổi là cô đi tu. 13 tuổi là cô xin cha mẹ đi nhìn. Thì cô có đi nhìn được không? Nhìn được, mà không có cho nhìn, mà không có cho đi. Không cho đi. Thì rốt cuộc sao? Cái cô mới nói gì nè, nghe ông mới bà giữ tôi hoài. Ngày mai ba tôi xuống rồi, tôi ngủ, tôi thấy ba tôi xuống. Nói ngày mai ba tôi xuống rồi đó. Ba tôi nhìn tôi đó mà ba tôi không có biết nhìn đâu. Tôi nhìn ổng nè, cho nó không cho tôi đi. Vừa nói vậy khóc chứ nghe. Mà nói vậy luôn đó, nhưng mà đâu có liên hệ chứ không? Không. Một lát kia tới 9-10 giờ cái ba tôi xuống, tôi nhìn. Khóc. Chắc cũng có ai đồn, ai nói gì mới biết. Không có ai đồn gì chứ không ai biết gì chứ. Rồi sao lại không biết đâu? Mà tự nhiên nói tạo phật. Tự nhiên tôi xách cái xe tôi chạy đi xuống. Tôi chạy xe máy. Đi xe đạp á. Tôi xuống thì sao mà tôi cũng đâu biết ngõ này đâu. Vì con cái của anh đâm quá trời tôi đâu có biết. Sao tự nhiên ra nó nhìn. Nó nói hết trơn một gơ rồi. Tôi thấy gì tôi xuống mắt tôi khóc luôn. Kể quá đúng rồi. Nó y gan luôn rồi. Anh cho nó gì chẩn chơi. Sau này ông rồi xin gì chẩn. Ông già này ông cưng, ông trời, ông đâu có cho đi. Hai người dành giật rồi thôi để đi tu cho ông già, cả tôi dành hoài đi tu hết dành.
Tới 16 tuổi là đi tu nữa à? 16 tuổi đi tu. 16 tuổi người ta đi coi một cái thôi rồi. Ta sợ đi đâu ta coi trước á. Bây giờ tới đây đi, có cái duyên, chừng nào có cái duyên nữa gặp lại nha. Thì cũng cảm ơn sư cô đã chia sẻ. Nói chung cái clip này cũng là cái một cái clip hay, tại vì cái sự việc này hiếm lắm. Với những cô bác anh chị cũng có nữa, nhưng mà ít có kể trên mạng này. Như nay con cũng mừng khi được gặp sư cô kể cho cái kênh con cái clip này, con cũng rất là vui. Rồi cũng chúc cho sư cô được nhiều sức khỏe nha. Xin chào sư cô.